trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nếu mà như cô bác có theo dõi được phim trước mà cháu Lực đưa lên thì có lẽ là ngày hôm nay cháu Lực đang được chuẩn bị là hoàn thiện cái phần sân của ngôi nhà ba ông cháu rồi cô bác ạ. Đấy, cái phần sân này thì cho cháu Lực xin được nói qua một chút cô bác. Hôm nọ thì có một số bác là gửi cho cháu Lực một cái khoản là để mà làm tiền sơn đấy, và trong đó thì còn dư ra cho nên là cháu Lực xin các bác là cháu Lực mua thêm là một tấn xi để mà cháu Lực hoàn thiện nốt cái phần sân cho nhà ba ông cháu của cô bác ạ. Một tấn này thì là giá là 2 triệu mà lên đến tới chỗ mà điểm trường kia cô bác ạ. Còn việc còn lại thì là mấy anh em tự dùng xe máy để chở. Ở đây thì nếu mà cháu Lực không có tự làm ấy thì là người ta bảo là khi mà đào xong hết mọi cái thì cái công của nó là lấy tận tới 5 triệu mà mình mua vật liệu là 2 triệu rồi, rơi vào rất là đắt, thành ra là cháu Lực không có đi vào nữa cô bác. Hôm nay thì có em Vân này, có cả hai em của nhà chú gia hộ nữa. Ai xử thì người anh lớn luôn cô bác ạ. Ha, xử ơi. Chào các ông bà đi. Cháu xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ông thì đi đâu rồi? Ông Châu à? Đấy, hôm nay là việc, hôm nay là mấy anh em tự có làm với cô bác. Và không có dùng, không có đi thuê nữa. Tại vì thuê thì cái tiền công của nó rất là cao. Nào, Vân chào các ông bà cái nào. Chào Vân, xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đấy, Vân rất là tội của bác ạ. Hôm nọ thì em ấy đi làm ấy, đi làm bị người ta gạt hết tiền rồi, không có trả lương cho em ấy. Thế bắt buộc là em là lại phải đi về nhà cả. Đấy, phải nói là các bạn ở trên vùng cao đi xuôi xuôi làm thì rất là hiền. Thời gian là được có những cái người mà người xấu ấy, cái người xấu lợi dụng những cái sức khỏe của em cũng như là cái phần nhẹ dạ cả tin của các em. Đấy, hai em trộn một chút nhá. Đấy, ở phần đằng sau này cô bác này thì là cháu Lực với em Sử là cũng hoàn thiện xong rồi. Đấy, ngày hôm nay thì mấy anh em sẽ hoàn thiện là hết cái phần khu bên này nữa. Đấy, cái phần bên này bây giờ đổ vào rồi thì sẽ không có bị là sợ là bị cái phần chân tường nó bị thấm nước luôn cô bác nhé. Và tất cả mọi cái những cái chỗ mà thì cháu Lực đều là làm mà dánh xong hết rồi. Cái nguồn nước ở đây thì hiện tại là nó vẫn còn đang có các bác ạ. Chắc độ đó chảy tầm độ hơn một tháng nữa thì mới hết được. Hay còn là một chút nữa thôi. Mà anh em chỉ thấy tận dụng lại cái nguồn nước này để mà mình đổ xi măng luôn. Bảo hai cái bạn gái kia ra xúc hết ra xô. Hai em gái ơi. Ra đây anh bảo. Ôi rồi. Bây giờ em bỏ hết nước vào xô rồi nhá. Đấy, cứ bỏ hết nước vào xô rồi nhá. Đấy, sẽ hoàn thiện là từng chút một các bác ạ. Chứ không để một phát là trộn hết cả mà hết cả tất cả xi được. Ô, ca, vào đây hộ tí. Vào đây hộ buổi sáng đi. Đây, sao như xử nó lại hộ. Nhờ. Ôi, nhờ cái xẻ này. Ôi, xẻ này không ăn thua rồi nhờ. Cái bao này thì xử ạ. Bỏ ra nhà để mấy nữa mình tận dụng lại mình để sỏi ấy, hiểu không? Đấy. Đâu rồi? Hết xẻ rồi. Nhà chú kia có xẻ nào nhờ? Năm lọ để cho Lực mua xẻng nên là còn hai cái.
Hả? Đây này. Cũng biết là không lo là để đây hai cái mà. Sợ là mất rồi. Ồ, vừa nãy là nếu mà mình trộn ở bên này một chút này thì nó sẽ ấy hơn. Bây giờ thì hai bạn gái này dọn gạch này ra để bên kia cho anh nhá. Đây này. Đấy, anh cùng anh dọn gạch cho bên kia nhá. Gạch thì gạch thì cống gạch hả? Cắt nó còn nó bị hỏng hết rồi có ba, còn là dư thừa. Đấy, máy em tự làm với nhau thì sẽ tiết kiệm được một cái khoản cho ba ông cháu nữa. Sau này nếu mà nó dư ra thì mình còn để làm được thêm một việc khác. Đấy, bây giờ công sức của máy em, công thì máy em có, sức thì máy em cũng có. Thực ra là máy em tự bỏ sức ra để mà làm thì nó tiết kiệm được. Trộn hai lần đấy nhở? Đây vừa rồi là trộn ra đây này, vừa rồi trộn ra đây thì hợp rồi. Trộn ra bên kia thì một tí mình đổ là mình đỡ phải vứt đi xa. Đổ từ kia lên. Đổ từ bên kia sang thôi. Đây thì chỗ em Sử đang đứng thì hôm nọ đã đổ ra là dư là 1 mét rồi các bác ạ. Ui, cẩn thận nhá. Đấy, các em thì có sức khỏe rất là tốt rồi các bác ạ. Làm một lúc thôi là thấy nóng hết người, là một tí nữa thì mấy anh em còn phải bỏ áo ra. Hôm nay thì thời tiết hôm nay khá là nắng đẹp rồi các bác này. Đến buổi ban đêm thì mặt trăng lên rất là đẹp. Sau rồi đến ban ngày thì nắng như kiểu là nắng ấm áp các bác, nó không phải là nắng gắt. Máy hôm nay ở trên này không lạnh máy rồi Vân nhỉ Sử nhờ. Hai bạn gái thì phụ trách là sẽ xách nước để cho mấy anh em con trai. Đấy, hôm nay lên thì Tuấn Lực cũng mua lên thêm là trích ít tiền ra để mua một ít nước với lại hai cái sứa, rồi cộng thêm là mua cả cái này để một tí nó gạt được các bác này. Cái thước này thì ở xã Tuấn Lực là bán 90.000 đấy các bác. Để một tí mấy anh em vừa đổ thì dùng cái này để gạt thì nó sẽ bằng phẳng cái sơn đi. Ôi, sao ấy Sử? Nào, đưa anh đi, bị sao ấy? Rửa mắt hả? Thổi ra. Đi rửa mắt ạ. Sử đi. Thấy là có cả chú của Sử lên Bắc Quốc là lên, chắc là lên hộ đấy các bác ạ. Nếu mà mình thuê thì tiền công thì người ta lấy 5 triệu rồi. Có mắt tay Sử ra. Chú của Sử thì cũng rất là tốt tính các bạn ạ. Lần nào mà nhà Sử làm cái việc gì ấy thì cũng lên hộ rất là nhiều. Rồi Vân mở đi, anh lấy nước này đi. Anh xúc ra. Bây giờ vừa đổ nước là anh em mình lại tiếp tục là đi đi đẩy xe rùa, đi đẩy cát về để đây luôn.
để cho nó thì nó nhanh nhé. Mở để làm tí cho nó rộng rộng đi Thuần này, cho nó ngấm. Đấy, hôm nay thì rất là đông vui các bác, có rất là nhiều người. Được rồi. Hãy xử ở đây đổ nước nhá. Anh vẫn là tiếp tục ra kia xúc cát. Xúc cát để đổ ở đây. Anh em mình mỗi người thay nhau xử với lại chú thì ở đây nhá. Anh với Vân thì đi ra bên kia. Anh cầm một cái xẻng đi thôi. Đấy, xúc ra mình để đấy luôn. Để xe đây đi, xong rồi lấy xe cái kéo. Cho anh một viên gạch con đây. Lấy giấy kéo. Thôi nhá, lấy viên gạch ấy. Cái này đá mà. Đây, lấy đây. Lấy đây này. Buộc đi. Buộc đi. Đấy. Đấy. Đấy nhẹ nhàng. Lọ thì cắt ở kia thì xa quá nhiều. Bây giờ em gọi một bạn gái ở đây xúc đi. Nguyên xúc, hai anh em mình nguyên kéo. Cho đỡ mệt. Nhá. Gọi không? Gọi được không? À? Đây, gọi không? Bảy xe hết rồi à? Bảy xe đúng không? Vân cho hai cho em xúc đi. Chú Vân. Mệt quá. Vân với lại cùng em gái là cùng họ không? Không. Không à? Vân là họ gì? Giàng Xeo Sứ, Giàng Xeo Hải. Giàng A Vận à?
À vâng. Trong làng này chỉ có tên em là Giàng A Vật thôi. Hãy cháu được nhìn thấy là ông là cũng lên rồi các bác, chắc là lùa trâu là đi vào chuồng rồi, lên là cùng các cháu để làm đấy. Vụ tay vai mà gì gì nhóm rồng ạ. Ông vừa nói câu gọi là xin chào các bác nhá. Đấy, xin chào các bác, ông nói thế. Hôm nay thì sẽ hoàn thiện cho nốt cái phần sân đấy nữa. Chín rồi đúng không? Chín rồi. À đâu vừa 17 mà. Hả? Nào. Em gái. Em gái là vẫn có mặc váy mông nhỉ? Có mặc áo mông không? Ra bên này là xem Hà đội bên này là xem là đổ thế đâu rồi các bác. Hiện tại thì đang ôi bên này sắp vỡ đê rồi. Thế này sửa chọc chọc bên này đấy. Chọc chọc bên này sửa ơi. Không được rồi, không được luôn rồi. Vỡ đê rồi, được chuộng được rồi. Thôi được rồi. Vừa rồi bị vừa đây một chút rồi cô bác ạ. Đây là trộn cao kia đâu. Sắp làm hồng kia vẫy sửa giò. À, đổi lấy cái xẻng đi bây giờ ấy. Nào gái lấy cuốc anh đi. Cuốc anh nhá. Đây. Cầm đi, cầm đi. Hả? Được có 9 xe, 4 xe nữa. 4 xe nữa. Lấy đá ra đập đề một tí đi nhờ. Bên này co rồi. Hả? Có nếu không ra bên này rồi. Bên này cao á? Tí mình gạt là biết mà. Tí mình cao thì mình gạt nó thấp thấp một chút. Anh thấy là bây giờ chỗ chân của sườn cao hơn đấy, mình còn chưa đổ ấy. Đây này, bên kia thấp hơn này. Có phải cao như này cơ, thấy chưa? Đấy, tí mình cho nó thấp thấp này thôi đấy. Đào xuống đây một tí sửa. Đấy, mấy cái này săn phẳng một tí. Ôi à. Ở xe rô mới tốt lổ bên nổ. Vân ơi, đẩy xe đây xong lấy xe rùa đây nhá. Đúng rồi.
Lấy cái cửa đây. Đây, hót hót thử chú sao trước đi. Nêu áo ơi, hót đỏ mấy nào, thấy chú tôi đi. Nha. Chắc, bỏ ra đi. Ây. Có cơm nấu này. Được chưa? Đi đi. Hả? Ai, mình nói chứ bán này. Mình nói hả bán này nọ. Này đi 50 lấy với một tay nào chứ mày. 50 lấy à? Em không em à? Chưa?
Thế vẫn cho anh hỏi, đi làm thì làm sao mà người ta lại lừa mình được? Lúc đi bà kia bảo là đi làm xong là ông chủ đã tiền mình đi làm được mấy hôm ông chủ chạy rồi. Chạy luôn à? Ừ. Làm được 2 tuần à? Vâng. Đi làm mà 2 tuần rồi có bác. Làm xong à, lúc nào người ta rất là cực lực, nhưng mà đến nỗi mà khi mà thanh toán tiền thì là ông chủ chạy rồi. Cho thêm nước vào đi em ơi. Tao chứ ơi. Ông đi miếng nước quần chứ à? Này, cho đi này. Chúng mà lắc vào hôn này chứ ơi. Nói chứ à, để khá. Ê, đây là ba hụt ở dưới này, thích nước mình lắm ạ, ổn lý nữa còn. Rồi là cái trong mới ra hết á, móc bài khâu đi nào còn chứ. Cái đi này à, cái trong mới được. Nói chứ. Ê, em ơi, đồ đây cho anh, em ơi. Hả? Đồ đây cho anh. Hãy đổ xong mình cạo bên kia luôn. Cạo bên kia luôn. Đồ đây cho anh. Đây, đổ cho nó nhỉ. Em chứ thì tí mình mới trộn dế. Hãy đổ đây cho anh. Đây. Đổ ít thôi nha. Từ từ nhé, đổ đây. Rồi. Đổ trong đây. Anh cũng ra hồ à? Hả? Hey, em ơi, đổ nước vào đây cho anh. Đổ vào đây. Cứ cho nó nhào nhào đi. Đổ sân, đổ nó vào đây. Anh à, giúp đi. Thôi xin đi. Hôm qua sửa đi hộ anh làm nhà đây. Đi ra đi. Qua sửa đi hộ anh ngày à, đúng không? Đúng rồi. Làm tí đi anh. Làm đi mà. Đúng rồi, anh em mình có tình. Đấy. Bây giờ vứt ra bên kia thôi. À, hộ, à, ấy à. Ừ, đúng rồi. Ở chỗ này có rồi mà. Đúng rồi. Thêm nước đi nhờ. Hả? Ra bên kia đi. Gần ra bên kia đi. Ờ. Ấy cho anh tí nước vào nha. Hãy. Cho anh nửa xô thôi. Nó lạnh quá.
Này, cho thêm nữa, thêm nữa em ơi. Chỗ khó quá. Đấy, bây giờ đổ đây luôn rồi. Bây giờ vừa trộn vừa gắn hết ra bên kia đi. Má áo ơi. Lán tao má gắt cho nó, ơi, khởi luôn. Tô tô mà sao phải tù à? Lấy cho anh tí nước này em ơi. Xong rồi. Khô quá. Được rồi em ơi. Dê cháu mày đi không? Hoặc cháu mày không? Ừ. Thế không? Đè đè dê bao. Bao dê. Có mua thêm một ít thạch, một ít nước để trong quá trình mà mấy anh em làm thì sẽ nghỉ ngơi một chút. Bây giờ thì hoàn thiện nốt cái phần ở bên này rồi. Bao bác sĩ á, tôi cho tầm độ 20 xe, cho cân đối đủ chỗ này là được rồi. Bao bác sĩ cho đủ cân đối chỗ này là đủ rồi. Này ba, à ơi, xin lỗi. Dê, xí cá thì năm rồi nè. Xí cá thì năm rồi lò. Dê. Mấy anh em mình nghỉ ngơi dẫn ngồi này uống nước một tí đã. Nước nồi đã. Nước nồi ăn thạch đã. Đấy. À, tao vừa cho. Mắt, dê ơi. Mắt đây đang chí thạch ba.
Đây hiệu. Đây, hai em ra đây. Ôi, hai đứa một lon nha. Hai em một lon nha. Anh với hiệu là chung em một lon nữa, còn lon còn lại thì tí ai về xúc thì đấy anh. Làm mà tí thạch á. Bây giờ là đổ sắp xong rồi nhỉ. Mày chín thế cả chưa? Này, hai em ra đây. Ra đây đi, ngại cái gì? Ồ. Xin mời tất cả các bác ăn thạch cùng mấy anh em các bác nhá. Cũng như là ông nữa. Ông với chú thì không thể là gọi là anh em được. Ông với chú gọi là anh em là đầu chó đấy nhỉ. Bây giờ thì còn cái chốt sỏi này thì mấy hôm nữa mình để vào bao thôi nhỉ. Để vào bao xong là tiếp tục làm sau. Đấy, cái chỗ nào mà mình làm được thì mình sẽ hoàn thiện nốt đi. Anh Hiệu ơi. Đấy, thay cái Hiệu. Đây, làm mấy con thạch rồi. Ủa nhà trên kia đập nhạc âm ý nhỉ? Vui như Tết rồi nhỉ? Không khí Tết đang gần đến bản làng rồi. Nè, hóa bên chân nào nhỉ? Chân chân tới khuẩn ạ? À? Đấy, đấy, chân chân tới khuẩn. Ông thì chưa biết ăn thạch quá. Chú giặc luôn đấy. Chú giặc luôn rồi. Chân tắc cơm vậy nhỉ? Không nhỉ? Tôi không bảo chân tắc cơm ạ. Đấy. Chân, có chân ạ. Có chân, chân mạnh mà. Chân mạnh ạ. Đấy, đấy. Chú ăn thạch nhá. Chú cũng phải ăn thạch không đấy? Biết à? Bảo ông nguyên thạch đâu. Chú sặc luôn. Bây giờ thì mấy anh em đã hoàn thiện xong một góc rồi cô bác ạ. Xong một góc rồi. Và cháu Lực cũng xin được nói thêm một chút cô bác nhé. Ở cái phần này thì hiện tại là cháu Lực sẽ đổ cho nó cao lên một chút. Để cho thí dụ như nước nó có chảy từ trên kia xuống ấy. Thì nó sẽ chảy ở từ chỗ này đi thôi. Em bên kia. Chứ cháu Lực không có để nó chảy từ chỗ này đi xuống dưới nữa. Tại vì nó chảy đi xuống cái phần kè thì sau này sẽ phần ảnh hưởng cái phần kè. Cho nên là cháu Lực sẽ không có làm điều này nữa. Có thể là sau này nó chắc cái phần kè rồi. Thì có thể đổ lại cho nó bằng phẳng đi cũng được. Đây, bây giờ thì mấy anh em uống nước xong các bác. Lại tiếp tục cái công việc triển tiếp thôi. Để hoàn thiện nốt cho nó xong đấy.
bây giờ thì là cái lần đổ cuối cùng rồi cô bác. Bỏ đá vào đi, bỏ đá đi anh, bỏ phần này anh bỏ cái ấy nó trước rồi. Nhưng mà đừng hất vào đầu anh nhá. Vân nhá, Vân là hay chơi đều lắm anh nhờ. Thấy không Vân? Ây da, đứt rồi. Chú chìa ra chìa. Chú chìa ra. Vũ ra, mà là xôn. Phong ở xì mày chìa đến à? Đến à? Đâu này mới phải, đâu này. Thủ vắn cho để ăn bao ạ, à, thủ vắn cho miền ăn bao ạ. À. Anh Lực. Ơi. Đâu này mới phải. Nhầm rồi à? Ấy à, khó phết nhờ Vân nhờ. Đùa đâu. Đấy cắt đi thì nó lại phí bao, không có bao để mà mấy đứa mình đựng sỏi ấy. Thành ra là cho em đùa. Hả? Em đi luôn. Em lấy làm gì? Đấy đi làm nhà. Đi làm nhà. Cái giường. Hả? Làm một cái giường. Làm một cái giường á? Làm một cái giường như nào? Cho nó chắc. Lấy đổ à, đổ như đổ bàn bia à? Ừ. Nào. Ồ, rồi. Ấy ông thì còn rất là khỏe các bác này, một mình nhấc được một bao xi luôn đấy. Ôi, rất xa đấy, vớt ra bên này tí đi Vân. Dạ, không điên chả mà. Thử là cũng chỉ gọi là có sức khỏe thôi chứ con không có sức bền đâu nhờ. Sức bền là ông đây này. Trộn xi á? Nhưng mà trộn nó đổ, người ta đổ đổ như nào? Như này. Cũng trộn như này á? Ừ. Có cắt này, có đá vào trộn khó nhỉ? Thank you.
mau bố dè mau bố xuống bố tôi mới tốt rồi ông ăn mặc phát không à ta cậu à ta ở dưới sẽ chạy cậu ta khó ông mặc tiền tốt lắm mà nhỉ thật tiền nó chơi chơi cái trộn xi này không có máy trộn đâu các bác, trộn rất là khó, nó kèm theo cả có cả đá nữa. Và máy tính máy dền này à? Máy tính một tính à? Nào hai tình yêu này đi đi lấy nước cho anh nhá, xách nước nhá. Hạt nước lần này nước phải gần đây thôi. Hai bạn gái là chịu trách nhiệm là xách nước của bác ạ. Đấy, nước thì rất là may là cái nguồn này còn có, cho nên là không phải đi đâu để xách nước này xa. Hả? Xách xa tủ. Xa tủ là. Cho một nửa. Bây giờ là chỉ còn một chút ở phần bên này thì mấy anh em cũng đã đổ xong rồi các bác. Chú thì đang hoàn thiện ở phần bên này nữa. Đấy vào mà nè. Giờ một chi đi xào 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 đi. Thấy hết hết được bài được. Yêu thằng này. Nào, ra đây. Chắc là đói rồi nhờ. Nào. Ui, tàu chứ. Tàu á. Đây. Đổ vào đây. Đấy, đổ tầm 4 xe là chắc là ok rồi. 3 xe, 4 xe là ok rồi. Bây giờ thì xi còn đang thiếu một chút cô bác. Em xử là phải chạy đi xuống để dưới kia mua thêm một hai bao nữa, hai bao nữa. Bảo xem nào. Hãy bỏ một chút ra cái xi nó còn chưa trộn các bác để sau này quét để cho nó dễ dàng. Dê được cái xào với mà lắc ở bên phải luôn mà. Có bên này xào này dê. Bên này xào mà lắc phải đi luôn mà. Thấy khẩu còn éo đi bắn cái nào. Đấy. Đấy bên này bà bật lưới cả đấy chú bù. Nghĩ chú bù bù ôn nổ. Chắc đây vào. Đây đang. Chú ấy đang hoàn thiện nốt là cái phần.
Ui. Anh không có chỗ để đào mười vần. Cướp hết chỗ anh rồi. Cái gì anh trộn ra bên này vậy? Tốt sao vừa nộ kìa. Đây, hít phé cái gì nè. Hình như bị thủng rồi, à đây đây. Rồi, anh xử lý được rồi. Nó bị tua nó, nó tua à, tua nó. Cố lên, sắp xong rồi. Cố lên đây. Thôi, kìa. Lùn yếu chưa? Lùn đây. Đấy. Ấy lô vậy luôn. À ơi, đào bên nào? À đào bên mạng. Đẻ năm đẻ ơi. Hả? Nước một gắng. Này à, mua này tốt mà. Mi tí nà cả. Này luôn khổ cho nó. Ai, cảm ơn bay đám ạ, mong nè. Bay đá phính mà. Thế bây giờ gặt cho nó bằng là được rồi. Bao bảo lăn đào nó. Ôi, đàn đá bắt con. Cái này đang có cái hơi thính con. Người họ đang đánh trọng bay á. Múc ra để bên kia một tí. Đấy. Đấy rồi. Ông bắt đá thử lắm nào ơi.
đa thử lắng ạ, đa thử lắng ạ, đa với những lắng ạ. Cái đây sẽ lắng ạ. Biết làm nữa là tuần đá. Rồi. Bây giờ thì được rồi. Đấy. Đập nó xuống. Thế. Miết những cái góc này nó mịn như được. Đấy, bây giờ thì hiện tại là cái phần sân thì máy anh em đã đổ xong rồi các bác. Đây ở đây thì cháu được để thêm một cái ránh ở đây để cho mà khi mà em mà xử tắm giặt kia thì nước nó sẽ chảy từ một cái ránh nhỏ kia xong rồi đi vào đây cho nó cứng hẳn đã rồi bỏ ra. Xong rồi đấy nhỉ? Hay nếu mà ở đây mà anh em cháu được lấy thuê người ta làm đấy cô bác thì người ta lấy cái giá mà phải nói là cái giá công của người ta làm là 5 triệu, còn là cái tiền xi vào ấy thì còn chưa tính cô bác nhé. Ở đây thì cháu được chỉ có mấy anh em tự làm thì sẽ mất là 2 tấn, 1 tấn xi là tương đương với lại 2 triệu. Phải mới tiêu được tẩm mà nổ. Ây, nè, vừa này mới cắt chết cái thủy lắng nó mà nó phải đi mà. Làm gì lùi vào sau đi, đừng có vừa làm vừa tiến. Mình vừa làm đằng trước mịn thì lúc mà mình đi thì nó đã ấy rồi. Mà anh em thì cũng chưa biết ai là về xây dựng nhiều cả các bác ạ. Gọi là anh em chỉ có sức khỏe thôi. Ở phần là đằng sau thì cũng đã đổ xong hết rồi các bác nhá. Và phần là đằng trước cũng thế. Bây giờ thì em Vân đang hoàn thiện thêm là đang gặt lại cho nó mịn. Làm sân xong rồi nhìn khác hẳn luôn xử nhờ. À, ở đây còn một bao đúng không? Cái bao này thì để làm luôn ở cái phần đằng sau kia nhá. Tí chiều thì mình sẽ làm luôn. Đấy, chiều thì làm luôn nhá. Ở kia, nhưng mà bây giờ không được. Đợi nó khô đã mới làm được. Chứ không là, không biết là cắt ở bên kia có chút nào không. Đấy, bây giờ thì hiện tại là cái phần sân thì cháu Lực đã, cháu Lực chỉ hoàn thiện tới mức này thôi các bác nhé, để mà làm
đẹp hơn thì rất lực không có làm mà được gọi là đẹp như mấy anh em thợ làm bao nhiêu cả. Mình cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu lực cân đo đong đếm cái phần kinh phí xem là còn bao nhiêu thì cháu lực mới làm như này. Cái phần sân này thì cháu lực cũng nói lên khá là nhiều lần rồi là được các bác gửi tiền sơn đấy, và tiền sơn thì còn dư ra một chút thì cháu lực xin lại để mà mua 1 tấn xi về để mà làm với cô bác ạ. Cái đầu đấy làm thấp thấp một tí vần ạ, nén xuống chặt tí thấp đi. Đấy, ông thì đang với con chiêm ngưỡng lại thêm một chút cô bác. Đấy, cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị đã theo dõi hết video ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng thì cho cháu Lực xin được hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị.